Vâng ạ, xin chào các anh chị. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài học tiếp theo, lại tiếp tục ba cái tuyệt chiêu, ba cái chiến lược mới trong lĩnh vực khuyến mại. Ok. Cái chiến lược thứ 16 mà tôi muốn trình bày các bạn đấy là chương trình khuyến mại thẻ tích điểm. Ví dụ như là thẻ VIP hay là thẻ khách hàng trung thành, có đúng không ạ? Một cái ví dụ điển hình mà các bạn thường thấy đó chính là chương trình bông sen vàng của Vietnam Airlines, hoặc là Vin ID là một cái thẻ tích điểm, cứ mua các cái sản phẩm và dịch vụ của Vin thì sẽ được cộng điểm, và khách hàng rất là thích cái Vin ID này, và chính nhờ có cái Vin ID này cộng điểm khách hàng lại dùng nó, lại tiêu dùng tiếp các cái dịch vụ của Vin, sau đó lại tiếp tục lại mua để cộng điểm. Thì cái chương trình này tôi thấy cũng đánh giá rất là cao cái ý tưởng về cái việc là thẻ tích điểm. Chắc chắn tôi nghĩ rằng anh chị cũng đang sở hữu một hoặc là nhiều cái dịch vụ thẻ khách hàng VIP hoặc là thẻ khách hàng trung thành, có đúng không ạ? Thế thì tôi cũng muốn nói rằng là các nhà bán lẻ hiện nay cũng áp dụng những cái chương trình này rất là nhiều. Chương trình này ngày xưa thì họ rất là thành công, nhưng bây giờ thì họ không thành công lắm. Các bạn biết tại sao không ạ? Có lẽ là do cái khuyến mại về giá rất là nhiều. Ngày xưa thì khuyến mại nó thấp, ví dụ 3%, 5%, 10%, thì người ta rất là thích cái thẻ tích điểm, người ta rất là thích cái thẻ VIP, thẻ ưu đãi. Tí nữa ta sẽ nói về cái chiến lược về thẻ ưu đãi cho hội viên. Thế nhưng mà bây giờ do cái khuyến mại nó về mặt phần trăm nó lớn quá thì cái chương trình này nó cũng có kém hơn so với ngày xưa, nhưng mà một số đơn vị vẫn đang áp dụng rất là thành công, như là Vietnam Airlines hay là Mobifone hay là VinID vân vân của tập đoàn Vingroup, đúng không ạ? Tóm lại là gì? Chúng ta đẻ ra một cái thẻ tích điểm cứng, thẻ cứng hoặc là thẻ mềm. Đấy, với một cái tài khoản, mỗi một lần mua chúng ta cộng điểm. Chúng ta gọi nó là điểm, hay chúng ta gọi nó là coin, hay là gọi nó là xu, hay cái gì cũng được. Cộng điểm vào, sau đấy cái đấy nó sẽ biến đổi được thành tiền thật và mua một cái sản phẩm tiếp theo. Đấy, cộng dồn, đúng không ạ? Thì các cái nhà bán lẻ như là siêu thị điện máy, rồi thì siêu thị đồ mẹ bé, họ đều cộng như vậy. Hay là siêu thị Vinmart, họ sử dụng VinID rất là tốt, đúng không? Thế sau đó thì đấy chính là cái cách mà sẽ giúp cho khách hàng thêm gia tăng, thêm trung thành, và khách hàng thêm yêu thích cái thương hiệu của chúng ta, bởi vì họ có lợi ích ở đó. Đấy là cái chiến lược khuyến mại số 16 là thẻ tích điểm, bao gồm là thẻ VIP, thẻ cộng điểm, thẻ khách hàng trung thành, đúng không ạ? Chiến lược thứ 17 tôi gọi nó là ưu đãi cho hội viên. Thì cái cách này nó chính là cái việc mà các cái nhà bán lẻ như là trung tâm thương mại, như là các trung tâm fitness, spa, yoga vân vân, các cái nhà bán lẻ siêu thị thì họ thường xuyên áp dụng cái phương pháp là phát hành cái thẻ hội viên. Thẻ hội viên này thì có hai dạng là phát hành miễn phí hoặc là phát hành có phí. Phát hành miễn phí tức là làm gì ạ? Phát hành miễn phí tức là họ sẽ không thu phí, nhưng mà có những cái câu lạc bộ hoặc là có những cái dịch vụ nó chất, nó đẳng cấp thì các bạn phải bỏ tiền mới mua được thẻ hội viên. Và thẻ hội viên này cũng chính là cái cách mà sẽ mua được cái mức giá mà nó sẽ rẻ hơn. Ví dụ như bình thường các bạn vào các bạn mua thì giá của nó sẽ là $20, nhưng mà bạn có thẻ thành viên, thẻ hội viên thì bạn sẽ được mặc định giảm giá bao nhiêu phần trăm đó, hoặc là bạn được đối xử VIP hơn, đúng không ạ? Đường riêng, phục vụ riêng, phòng riêng, kiểu như thế. Đấy chính là cái lợi thế của cái ưu đãi cho hội viên thông qua cái member card hay là thông qua những cái chương trình loyalty. Thì cái việc này chúng ta sẽ vẫn sẽ giảm giá như thông thường, và chúng ta lại giảm giá thêm cho chính cái hội viên của chúng ta, đúng không ạ? Thì đây cũng là một cái chiến lược rất là hay. Ví dụ như là chúng ta có thể áp dụng với ngày hội viên và chỉ áp dụng khuyến mại cho hội viên thôi, hay là chúng ta tung ra những cái chương trình private sale, tức là khuyến mại nhưng mà mang tính là dành cho một cái nhóm khách hàng chúng ta chỉ định. Và cái chiêu tiếp theo, cái chiêu số 18, cái chiêu thức số 18 đấy là tôi nói về khuyến mại bằng cái phương pháp mà bù tiền thừa cho khách hàng. Thì hiện nay thì tôi biết rằng là các cái siêu thị, các cái trung tâm thương mại, các cái trung tâm lớn thì họ luôn luôn áp dụng các cái hình thức là giá niêm yết, đúng không ạ? Giá chính xác đến từng xu, từng hào, từng tiền lẻ, đúng không ạ? Thế nhưng mà các bạn có thể áp dụng trong cái việc là nếu mà các bạn làm những shop kinh doanh mà vẫn mang tính chất tư nhân, những shop nhỏ hoặc là nó mang tính chất là thân thiết, thì mình có thể bù tiền thừa cho khách hàng Thí dụ như là các bạn có thể là bán một cái hóa đơn khách hàng phải thanh toán là 495.000 chẳng hạn, thì bạn chỉ thu 490.000 thôi, thì thôi em bớt cho chị 5.000, em bớt cho chị 10.000. Thì cái này rất là tốt dành cho những cái người làm kinh doanh theo cái kiểu là quy mô vẫn chưa lớn, vẫn chưa cứng nhắc. Chuỗi hệ thống siêu thị thì họ khó, nhưng còn cửa hàng của bạn hay là những cái nhà hàng của bạn hay là salon của bạn, spa của bạn, ok, cũng không vấn đề gì lắm. Tóm lại là bạn có thể bớt cho họ hoặc là bù tiền thừa cho họ. Thì cái ý tưởng của tôi về khuyến mại tức là như vậy. Thì vừa rồi tôi vừa trình bày cho các bạn là ba cái chiến lược nữa, đúng không ạ? Tôi xin tổng kết lại, đó chính là khuyến mại bằng bù tiền thừa, ưu đãi dành cho hội viên và thẻ tích điểm. Thế thì xin được cảm ơn các anh chị đã theo dõi video bài học này, và xin gặp lại trong những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.